Uh, con hay nản lòng dễ thích nhanh chán bỏ cuộc giữa chừng nên là chả thành tựu được điều gì sư có lời khuyên nào để con có được sự kiên trì uh, có nhiều người uh, hỏi sư thì uh, đôi khi thì sư cũng trả lời nhưng cái vấn đề đó là mình có kiên nhẫn và mình kiên trì giải quyết cái vấn đề của mình hay không chứ còn uh, khi mà vấn đề được đưa ra đó đưa ra cho giải pháp sẽ lấy ví dụ như à uh, đối bụng của gì đối bụng ha của gì khèo khèo và má uh, kêu là má ơi con đói bụng thì bà má bà dọn cho một cái bàn đồ ăn uh, gồm có đầy đủ những cái món ăn ngon có đồ cứng có đồ mềm đầy đủ ha à, bà má kêu tao bây giờ đó con ăn đi rồi con hết đói quý vị ngồi xuống quý vị ăn được một hai muỗng vì nói thôi giờ có làm biến ăn quá giờ má làm sao cho con no mà con khỏi phải ăn khỏi ăn mà phải no thì cái đó, bà má mà chịu thua ừ. rồi nếu mà say rồi nhét trong bụng thì sợ đau chung là nắng không ưa mưa không chịu đấy nhét vô thì không có chịu ăn, còn kêu tự ăn á thì lười ăn. Thì cái kiểu đó thì chỉ có chết thôi. Ha. À, cũng vậy đó. Tất cả các giải giải pháp thì đều yêu cầu phải thực hành. Còn khi mà mình đã lười làm theo cái sự thực hành đó, lười thực hiện những cái giải pháp đó thì không có ai cứu mình được. Sư phải cảnh báo trước. Ừ đây là cái sự thật hiển nhiên chứ đừng có uh, hỏi cho đã đó rồi sư đưa ra cái giải pháp rồi không có chịu làm theo uhm, thì cái đó không ai cứu nổi hết ha à, về cái câu hỏi thì như thế này nè quý vị nên tự đặt cái câu hỏi cho mình đấy cái việc mà mình cần làm thứ nhất là quý vị có thích nó hay không có thật sự thích hay không. À, có nhiều việc mà khi quý vị đã thích rồi đó thì tự nhiên quý, quý vị sẽ có động lực. Lúc đó mình sẽ khó mà lười lắm, đó thì à thí dụ ha, à, trai gái mà yêu nhau ấy, mà yêu nhau mà người ta đã bật đèn xanh rồi đó thì trời nắng, trời mưa à đường xa thì mình cũng ráng mình chạy tới có ai mà trai gái yêu nhau mà lười không? như không á, à. tôi thấy là như không à. lười thôi, lười nhắn tin, lười gọi điện, á. lười tới thăm, à, thậm chí à, ngồi gần người yêu mình cũng lười nói chuyện, à, lười nắm tay, thì cái kiểu đó thì chỉ có uh, độc thân suốt đời. thôi cái đó thì chịu. Ừ. thành ra đó phải tự đặt câu hỏi là cái vấn đề đó cái sự việc đó mình có thật sự mình thích hay không hãy làm cái quý vị thật sự thích hãy học cái quý vị thật sự thích bởi vì khi mà quý vị thích rồi đó tự nhiên là quý vị sẽ có cái động lực để quý vị làm thôi à sẽ lấy ví dụ ha à, cái việc mà thuyết giảng này thứ nhất là trả lời câu hỏi hoặc là À, vấn đáp đó, hoặc là giảng kinh ấy thì đối với sư đó là một phần của cái sự yêu thích à, thành ra tự nhiên là nó phải siêng rồi trong một cái khoảng thời gian nào đó mà cái tâm nó lui sụp nó lười đó à, thì tự nhiên cái sự yêu thích nó thôi thúc nó thôi tự nó thôi thúc mình thôi tự nó thôi thúc phải ngồi dậy, phải soạn bài, phải làm một cái gì đó. Cho nên quý vị đầu tiên phải đặt câu hỏi cho mình và xem coi là mình có thực sự mình thích nó hay không. Và hãy chọn, hãy học cái mà quý vị thực sự thích. À, cái thứ hai đó là có những cái mà nó không thực sự mình không thích nhưng mà nó quan trọng quý vị phải đặt vấn đề là nó có quan trọng hay không ừ quan trọng thì phải làm thôi ví dụ như à mình cũng không có thích ăn lắm đâu ví dụ như có một số món à bản thân sư ha sư lấy ví dụ bản thân sư cá nhân sư thôi sư không thích ăn rau nó thẳng vậy từ nhỏ tới lớn không thích ăn rau nhưng mà từ cái hồ mà hiểu chuyện á thì biết là rau nó cần lúc đó, đó ăn là do cần biết là cần thiết phải ăn chứ còn ăn không phải do thích nữa ừ. rồi thích ăn thích ăn những cái đồ ngọt thích ăn đồ mặn nhưng mà từ khi hiểu chuyện thì biết là đồ mặn đồ ngọt là cái chất độc đấy ăn ngọt nhiều là nó hại ăn mặn nhiều nó cũng hại người việt mình à, dùng muối nhiều lắm, dư lượng muối nhiều lắm, à, thành ra khi mà biết như vậy thì tự nhiên mặc dù mình rất là thích nhưng mà mình phải kiên trì mình dằn lòng mình lại, đấy, thì như vậy đó, quý vị phải hiểu cái gì là tầm quan trọng, ừ. việc học cũng vậy thôi, Nha. À, việc à, làm cũng vậy có đôi khi mình không có thích đi làm đâu nhưng mà mình biết là mình không đi làm thì tiền đâu ra mà nuôi thân, tiền đâu ra mà sinh sống, tiền đâu ra mà sinh hoạt thành ra có đôi khi công việc mình không có thích nhưng mà mình vẫn phải làm bởi vì mình hiểu được tầm quan trọng của nó cái người đi làm bởi vì thích ấy, thì thường công ty họ cũng ngại lắm mà cái người đi làm bởi vì họ hiểu được cái tầm quan trọng của công việc đem lại thì công ty nó họ sẽ dễ nhận hơn mà mình chọn một cái công việc chọn một cái uh, môn học mà mình vừa thích mà vừa quan trọng nữa thì tự nhiên mình siêng thôi ừ. cái vấn đề thứ ba đó là gì cái thói quen nó tạo ra nghiệp và nghiệp nó dẫn mình đi À, thành ra đó khi mà quý vị tập cho mình một cái thói quen là bỏ cuộc nửa chừng á thì tự nhiên là nó sẽ dẫn theo cái nghiệp là mình dễ bỏ cuộc nha yeah. do đó đó muốn cải thiện đó thì phải cải thiện thói quen bất kỳ công việc nào mình đã làm thì phải cố gắng nỗ lực làm cho đến nó đến nơi đến chốn mặc dù mình không thích mặc dù nó thử thách mặc dù mình lười nhưng mà mình biết là mình phải tạo một cái nghiệp tạo một cái thói quen để cái thói quen nó tạo ra cái nghiệp từ đó đó rồi dần dần những cái mà mình làm á mình sẽ đều có khuynh hướng là mình làm cho tới nơi tới chốn uhm.